Câu hỏi thứ ba của buổi trả lời pháp thoại ngày hôm nay. Có Phật tử hỏi rằng mong thầy hoan hỷ dạy cho con pháp môn niệm Phật và niệm thế nào cho đúng. Và gần đây con có biết đến phương pháp niệm Phật 10 câu của Ấn Quang Đại Sư. Mong thầy cho con biết nhớ số từ 1 đến 10, ghi nhớ ở tâm thì tâm ở chỗ nào để con ghi nhớ. A Di Đà Phật, mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con. A Di Đà Phật. Câu hỏi cũng khó phết đấy. Phật tử bảo rằng mong thầy hoan hỷ chỉ cho con, chỉ dạy cho con pháp môn niệm Phật và niệm như thế nào cho đúng. Các Phật tử muốn hiểu pháp môn niệm Phật thì hãy nghe những lời của gì? Các vị tổ sư giảng dạy, đặc biệt là gì? Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thường Tịnh Hạ Không, là viện chủ Tịnh Tông Học hội Thế giới. Muốn biết được pháp môn niệm Phật một cách rốt ráo thì nên nghe ngài giảng, nên nghe những băng giảng của Đại lão Hòa thượng. Và nếu có thời gian thì đọc cái quyển sách của Đại sư Ấn Quang, là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa. Đó là quyển sách gì? Ấn Quang Đại sư Văn Sao và Ấn Quang Đại sư Gia Ngôn Lục, hay là Ấn Quang Đại sư Tục Biên. Đọc hết ba bộ sách này của Ấn Quang Đại sư thì Phật tử sẽ hiểu được rốt ráo thế nào là pháp môn tịnh độ. Thời gian một câu hỏi, tôi không thể trả lời hết được cho Phật tử hiểu thế nào là pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ. Pháp môn niệm Phật hay còn là gọi là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ cũng chính là pháp môn niệm Phật. Xin nói tóm tắt lại, pháp môn tịnh độ được ngài Tuệ Viễn nương vào ba bộ kinh. Đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, thứ hai là Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh, và thứ ba là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đó là ba bộ kinh căn bản của pháp môn tịnh độ. Và một bộ luận, đó là bộ luận Vãng Sinh, hay còn gọi là Vãng Sinh Luận, gọi là Tam Kinh Nhất Luận. Sau này còn các tổ còn thêm hai bộ kinh nữa, gọi là Ngũ Kinh, Ngũ Kinh Nhất Luận, hay là còn thêm vào một bộ luận nữa là Ngũ Kinh Nhị Luận. Thôi cái này thì nói nó rộng, nhưng mà sau này chúng ta biết là tất cả những bộ kinh điển đó được ngài Tuệ Viễn, là đệ tử của Pháp sư Đạo An. Và ngài Tuệ Viễn sau khi đắc pháp, ngài lên núi ẩn cư và chuyên tâm niệm Phật, thành lập ra tông Tịnh Độ. Cho nên Tịnh Độ tông thì suy tôn ngài Tuệ Viễn đại sư là gì, là sơ tổ của Tịnh Độ tông. Và truyền thừa các tổ của Tịnh Độ tông không truyền thừa như Thiền tông, mà có thể cách hàng mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một vị đại sư, hay là một vị pháp sư chuyên tu về tịnh độ, và sau này vị đó vãng sinh về với Phật thì được người đời, được tăng ni và Phật tử ở hậu thế suy tôn lên làm gì, làm tổ thôi. Chứ còn sống các ngài cũng không có tự xưng vỗ ngực khoe mình là tổ sư của Tịnh Độ tông. Các ngài rất khiêm cung, rất hạ mình. Các vị cứ nhìn về, tìm hiểu về lịch sử của 13 vị tổ của Tịnh Độ tông Trung Hoa, các vị sẽ thấy, đặc biệt là Ấn Quang đại sư. Lúc nào Ấn Quang đại sư cũng nói mình là người vô tài, kém phúc, kém đức. Cho nên ngài còn gì, ngài còn 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 lấy cái tên hiệu của ngài là Thường Tàm Quý Tăng. Tức là luôn luôn là thấy hổ thẹn với lòng mình và hổ thẹn với người, là mình là lạm xưng là một vị tăng. Cho nên ngài lấy cái tên hiệu là Thường Tàm Quý Tăng. Lúc nào cũng thấy là mình cảm thấy hổ thẹn
tuy là được cái thân hình của người xuất gia đó, nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy hổ thẹn. Nhìn lên đó, thì hổ với người, nhìn lại đó, thì thẹn với mình. Đó, tâm của các tổ ngày xưa tu hành như vậy đó. Cho nên ở đây Phật tử muốn là hiểu thế nào là pháp môn niệm Phật đó, thì nên nghe các băng giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, nghe nhiều vào thì sẽ hiểu. À, tự nhiên sẽ hiểu thôi. Phật Bồ Tát rồi công đức của các hòa thượng sẽ khai sáng cho chúng ta, chúng ta sẽ hiểu. Và nên đọc sách, nếu đọc sách thì tìm đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, hay là Ấn Quang Đại Sư Tục Biên, hay là Ấn Quang Đại Sư Tam Biên nữa, thì đọc được hết những cái đó thì chắc chắn sẽ hiểu được thế nào là pháp môn niệm Phật, và hiểu một cách rốt ráo, hiểu một cách không có sợ mê đường lạc lối, mà không có tà ma ngoại đạo nào có thể lay chuyển được cái niềm tin của mình vào pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật nữa. Và Phật tử nói ý thứ hai là gần đây có biết được, biết đến cái pháp môn niệm Phật 10 hơi của Ấn Quang Đại Sư, và mong cho biết, mong thầy cho biết là con nên nhớ cái số đếm từ 1 đến 10 ghi nhớ ở tâm, thì tâm ấy ở chỗ nào để con còn ghi nhớ. Phật tử hỏi là tâm ở chỗ nào, thì tâm Phật tử phải tự biết chứ, Phật tử hỏi tôi biết hỏi ai. Tâm mình ở chỗ nào mình không biết được thì hỏi người ngoài, người ngoài làm sao biết được. Tôi đâu phải là Phật, tôi cũng chẳng phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là Thánh Tăng, làm sao tôi thấy được tâm của Phật tử ở đâu. Nhưng mà tôi kể cho Phật tử nghe một câu chuyện nhỏ nhỏ một chút này. Ngày xưa khi tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài theo lời di chúc của thầy mình là tổ thứ 27 là Thiền Sư Bát Nhã Đa La, nói rằng sau này khi mà đến năm 80 tuổi thì ông nên gì? Ông nên sang Chấn Đán để truyền thừa mạng mạch Phật Pháp, y theo lời thầy của mình là tổ Bát Nhã Đa La, là tổ thứ 27. Đến năm 80 tuổi thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa để mong là truyền đạo. Qua lần gặp Vô Lương Vũ Đế, qua vấn đáp, hỏi qua hỏi lại, hỏi qua đáp lại với nhau, Lương Vũ Đế là người hỏi, tổ Bồ Đề Đạt Ma là người đáp, thì không hợp được cái, không khế lý khế cơ được. Cho nên là tổ Bồ Đề Đạt Ma đã đến núi Tung Sơn, vào trong hang Thiếu Thất và ngồi thiền 9 năm, quay mặt vào ở trong vách núi, ở vào trong vách đá. Thế một hôm có một vị sư đi đến để cầu pháp. Vị sư này đến thì nhìn thấy tổ vẫn ngồi quay mặt vào vách núi như vậy, cho nên quỳ suốt từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, đến chiều đến tối, quỳ ở dưới tuyết. Quỳ dưới tuyết các vị nhé, chứ không phải là quỳ ở ngoài hang động mà nó thời tiết nó gì, nó mát mát 20-25 độ C đâu. Quỳ dưới tuyết, mà chúng ta cứ tưởng tượng đi, có tuyết, trời có tuyết thì ít nhất cũng phải âm gì, âm đến vài độ C thì mới có tuyết, mới có băng như vậy. Quỳ đến mấy ngày mấy đêm như vậy mà tổ vẫn không đoái hoài gì đến. Và do quỳ ở dưới tuyết mấy ngày mấy đêm như vậy, và ông, cái vị sư trẻ đó bị ngất đi. May là được các sư ở dưới chùa, các sư lại mang về để cơm cháo, để thuốc thang cho mấy hôm sau thì đỡ. Khi vừa đỡ thuyên giảm đi lại được thì vị sư trẻ lại tiếp tục cố leo lên núi để lại quỳ tiếp ở ngoài cửa động từ sáng đến tối nữa. Thì lúc đó thì tổ mới hỏi rằng á, ông đến đây để cầu cái gì? Tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi cái vị sư trẻ kia, ông đến đây để cầu cái gì? Thế ngài, cái vị tổ sư đó mới bảo là, tổ Tuệ Khả đó mới bảo là gì? Lúc đó thì mới là vị sư thôi, chưa thành tổ được. Bảo rằng thưa đại sư là con đến đây để cầu gì? Để cầu pháp. Ngài Bồ Đề Đạt Ma từ từ quay lại, bảo pháp dễ cầu thế sao? Làm gì có pháp dễ cầu như thế? Mới quỳ có mấy hôm ở ngoài tuyết mà cầu được pháp hay sao?
Thì lúc đó ngài Tuệ Khả ngài mới gì? Lấy sẵn cái dao ở trong người mang theo đó, lấy ra liền chặt đứt cái cánh tay của mình và dâng lên để cúng dường. Cúng dường Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Người xưa cầu pháp như thế, quỳ dưới tuyết đã là một việc khó. Mấy ngày mấy đêm dưới tuyết là một việc khó. Mà còn sẵn sàng thì xả thí thân mạng của mình để cầu pháp, tức là sẵn sàng chặt lấy dao ra tự chặt cánh tay của mình đem dâng lên tổ. Vì nghe tổ bảo là gì? Pháp của ta dễ cầu thế sao? Nhìn đi nhìn lại mình là một vị tăng, không mang theo một vật gì trên người. Vậy liền lấy cánh tay, lấy dao ra chặt tay để dâng lên tổ để cúng dường. Khi đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới từ từ mới hỏi là gì? Vậy thì ông cầu pháp gì? Ngài Tuệ Khả lúc đó mới bảo là: thưa đại sư, là hay là bạch tổ, là thưa tổ, là con, là gì? Con cầu pháp an tâm. Tổ ấy bảo rằng: vậy tâm con làm sao mà phải cầu pháp an tâm? Bảo là: thưa tổ, là con gì? Tâm con là chưa được an. Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới bảo là: vậy con đưa tâm của con ra đây để ta an cho. Đưa tâm ra đây ta an cho. Ngài Tuệ Khả suy nghĩ một chút, hướng tâm vào trong tìm mãi chẳng thấy tâm ở đâu. Cho nên bạch tổ là: con tìm mãi mà chẳng thấy tâm ở đâu. Ngay đó tổ bảo: vậy ta đã an tâm cho con rồi đấy. Ngay câu nói của Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà ngài Tuệ Khả ngộ được cái yếu chỉ của Thiền Tông, và liền sụp lại xuống dưới gì? Xuống dưới chân của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, và được Tổ Bồ Đề Đạt Ma thọ ký và truyền y bát và tâm ấn cho, thành tổ thứ 29 của Phật giáo gì? Của Thiền Tông. Truyền thừa từ Đức Phật truyền cho Tổ Ma Ca Diếp, Ma Ca Diếp truyền cho A Nan, A Nan truyền đến cho tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Tuệ Khả là tổ thứ 29 của Thiền Tông, Tuệ Khả sau này lại truyền cho Đạo Tín, Đạo Tín lại truyền cho gì? Cho Tăng Sán, Tăng Sán lại truyền cho Hoàng Nhẫn, và Hoàng Nhẫn lại truyền cho Lục Tổ Hệ Năng. Đó, Lục Tổ Hệ Năng sau này, từ Lục Tổ Hệ Năng trở đi là không truyền y bát nữa, vì có rất nhiều các đệ tử đắc pháp à, cho nên không truyền y bát nữa. Đấy. Và bây giờ Phật tử thì tìm xem, bây giờ Phật tử tìm thấy cái tâm của Phật tử ở chỗ nào, chỉ được cái tâm Phật tử ở chỗ nào thì tâm ở chỗ nào, chỉ được ở chỗ nào thì tôi sẽ gì? Sẽ bảo Phật tử ghi nhớ vào ở chỗ đó ngay. Nhưng tôi dám khẳng định chắc chắn 100% rằng Phật tử chẳng tìm thấy cái tâm mình ở chỗ nào cả. Nếu bảo tâm ở con mắt, nhìn thấy Phật khởi tâm cung kính, cúng dường, tôn trọng Phật, bảo tâm ở con mắt, thì trong kinh gì? Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi A Nan, A Nan bảo bạch Phật là gì? Tâm ở con mắt. Đức Phật bảo: nếu tâm ở con mắt á, thì bây giờ ông có nhìn qua xuyên bức tường này ra phía bên ngoài, dân chúng và mọi người đang làm gì qua bức tường kia không? A Nan bảo bạch Phật là: con không nhìn thấy cái gì cả. Vậy Đức Phật bảo: vậy tâm cũng không phải ở con mắt. A Nan lại bạch với Phật rằng: à, bạch với Đức Thế Tôn là tâm gì? Ở chỗ tai. Ở chỗ gì? Ở chỗ cái tai. Vì hàng ngày con nghe Phật nói pháp, con rất hoan hỷ. Con nghe thấy tất cả những lời ai oán khổ đau của chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề thương tưởng họ, tu tập mong thành Phật để độ cho họ, vân vân và vân vân. Cho nên con nghĩ là tâm ở gì? Ở chỗ cái tai. Đức Phật im lặng không nói cái gì. Đức Phật xong một chút rồi Phật hỏi: ông có nghe Như Lai nói cái gì không? Cái tâm ở trong tai, căn tai, ông có nghe thấy Như Lai nói gì không? A Nan không nghe thấy cái gì. Phật hỏi tiếp rằng: ông có nghe cách xa, cách đây 10 dặm, 100 dặm, có nghe thấy gì? Những con thú, những con voi, những con sư tử nó kêu, nó gầm không? Có nghe thấy chúng chư thiên và chúng quỷ thần hay là những tiếng khổ đau ở trong địa ngục không? A Nan bảo: không nghe thấy gì. Đức Phật nói: vậy không phải tâm ở chỗ căn tai. Nhẫn dần dần cho đến gì? Đức Phật vặn hỏi rất nhiều cái chỗ tâm trụ ở chỗ nào, A Nan đều không trả lời được. Đó, đều không trả lời được. Cho nên á, tâm á thì vô hình tướng. Tâm thì vô hình tướng, tức là tâm không có hình tướng, không có trụ vào chỗ nào nhất định cả. Khi á mắt thấy sắc mà chúng ta khởi cái gì? Tâm đắm nhiễm, thì đó là gì? Cái tâm đắm nhiễm
nó trụ ở nơi con mắt. Khi chúng ta nghe thấy âm thanh, chúng ta gì? Ưa những lời nịnh nọt, ghét những lời nói thẳng, thì cái tâm lúc đó nó trụ ở nơi gì? Ở nơi căn tai, ở nơi nhĩ căn. Khi cái mũi chúng ta thích ngửi mùi ngon và mùi thức ăn ngon và tham đắm vào cái thức ăn ngon đó và mùi thức ăn ngon quen đó, quen ngửi mùi đó, thì đó là cái tâm xấu ác đang trụ ở nơi cái mũi. Khi mà cái miệng chúng ta thích ăn ngon, thích ăn thịt máu huyết của chúng sinh, bê cơm lên phải có thịt cá mới ăn, thì đó là cái tâm ma, tâm xấu ác đang ở chỗ căn lưỡi của chúng ta vậy. Ngược lại, trước đây chúng ta chưa tu thì chúng ta thích ăn như vậy, đó là tâm ma. Nay chúng ta tu rồi, chúng ta không thích ăn gì xương máu thịt của chúng sinh nữa, mà chúng ta lại có gì ăn đấy, bê rau lên chúng ta hoan hỉ ăn với rau, bê gì muối lên chúng ta hoan hỉ bê ăn với muối, mà thậm chí chẳng có rau chẳng có muối chúng ta gì hoan hỉ vui mừng gì ăn cơm không vẫn thấy ngon, thì đó là gì? Đó là tâm chủ, tâm từ bi, tâm bình đẳng, tâm yêu thương tất cả các loài chúng sinh như tâm Phật, gọi là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả viên mãn đầy đủ, đang trụ ở trong gì? Ở trong căn lưỡi của chúng ta vậy. Cho nên cái tâm tùy theo cảnh mà phát động, chứ không có ở chỗ nào cả. Bây giờ Phật tử bảo là nghe dạy về 10 câu pháp niệm Phật 10 hơi của Đại sư Ấn Quang, và muốn gì? Muốn nhớ cái túc số từ 1 đến 10, thì nhớ ở, muốn ghi nhớ vào tâm, thì Phật tử hỏi tôi về ghi nhớ ở tâm là tâm nào. Cái này thì có đến gì? Ấn Quang Đại sư, ngài có hiện lại ở trước mặt thì không trả lời được Phật tử là ghi nhớ vào tâm nào. Vì trong tâm á, nếu nói về duy thức học á, thì có bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Chủ ở tâm nào? Chủ ở tâm nào không đúng? Chủ ở tâm nào cũng chật hết, tâm nào sai hết. Cho nên điều quan trọng ở đây ghi nhớ cái gì? Ghi nhớ ở đây niệm 10 hơi là sao? Ý của tổ dạy là hít vào thật sâu. Phật dạy là hít vào thật sâu, trụ hơi ở nơi gì? Nơi đan điền. Đan điền tức là ở cái bụng của mình á, ở cái bụng dưới của mình, cách rốn của mình khoảng 3 ngón tay đặt nằm xuống là đan điền ở chỗ đó. Hít vào thật sâu, thật nhẹ nhàng, chứ đừng có hít sốc quá. Đừng có hít được thế này, như vậy thì nó không có sự an lạc, mà hít là thật nhẹ nhàng. Đó, và từ từ thở ra và hé miệng thở ra và gì? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy là hết một hơi. Khi hít vào, chúng ta gì? Biết hơi thở đi vào qua hai cái lỗ mũi của mình, đi lên trên trán và đi xuống. Chúng ta cảm giác được cái hơi thở đi xuống qua gáy và đi xuống và nó trụ ở nơi gì? Nơi đan điền của chúng ta. Để tâm ở đó. Hơi đi đến đâu chúng ta ghi nhớ đến đó, tức là tâm chúng ta gì, trụ, đang trụ ở chỗ đó. Đó gọi là phương pháp tu gì, tỉnh thức ở trong thiền tông. Đó. Hay còn gọi là phương thức thì tu tập gì, phản văn văn tự tính của Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân và vân vân. Hay còn gọi là gì, pháp như lý tác ý của theo tư tưởng của Kinh Nguyên Thủy Phật Giáo, gọi là như lý tác ý, tức là quán niệm theo gì, tâm trụ theo hơi thở, và tâm trụ theo gì? Tâm trụ theo mọi cử chỉ hành động của mình, ý nghĩ, lời nói của mình, vân vân. Thế bây giờ hít vào như vậy, hít đến đâu tâm mình thì cảm thấy đi đến đó, trụ đi theo xuống, trụ nơi đan điền của mình. Và khi bắt đầu mình niệm Phật, mình thở ra nhẹ nhàng, mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tâm của mình ấy, ghi nhớ rõ vào câu gì? Câu Nam, câu Mô, câu A, câu Di, câu Đà và câu Phật. Và các tổ nói là nếu mà cái tâm của hàng phàm phu chúng ta ghi nhớ cả 6 câu như thế thì rất khó. Cho nên trong 6 câu đó thì chúng ta gì? Chúng ta chú trọng vào câu gì? Câu A. Vì chữ A ở trong mật tông, A là gì? Là bản tự môn. Chữ A là bản tự môn, tức là cái chữ gì? Gốc sinh ra tất cả các chữ. Chỉ cần niệm chữ A thôi, hay là quán tưởng chữ A thôi, là cũng tiêu diệt vô lượng nghiệp chướng và tăng trưởng vô lượng công đức. Cho nên chúng ta khi các tổ dạy là Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta nên nhớ vào chữ A là nhiều nhất, trụ ở chữ A. Ví dụ thở ra như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái chữ A đừng có để cho nó quên một chút nào, không được để cho chữ A nó gì,
nó lấn sang một cái ý niệm khác. Đừng có để cho chữ, xin lỗi, đừng có để cho cái một niệm khác nó chèn vào chữ A. Đừng có để cho một vọng tưởng, một khởi niệm nho nhỏ nó gì, nó chèn vào trong chữ A. Có nghĩa là lấy chữ A là gì? Là trung tâm của lục tự đại hồng danh của Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Để ý vào chữ A, trụ tâm vào chỗ đó, niệm như vậy hết một hơi, lại tiếp tục hít vào, tâm của mình lại theo hơi thở đi vào và trụ nơi đan điền. Và khi mà bắt đầu thở ra nhẹ nhàng thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lại tâm mình lại trụ ở nơi chữ gì? Chữ A. Lại ở trụ nơi chữ A trong Nam Mô A Di Đà Phật đó. Cứ như vậy gì? 10 hơi. Niệm 10 hơi xong thì mình bắt đầu là hồi hướng và phát nguyện. Cái Ấn Quang Đại Sư ngài dạy cái phương pháp gọi là thập niệm này để dành cho những người gì? Những Phật tử và những vị tăng ni bận công việc Phật sự không thể lên để thời khóa. Và những Phật tử, ví dụ chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi làm công việc Phật sự nhiều, mà tăng ni thì sáng tối, sáng chiều chiều mộ phải có ít nhất phải có 2 đến gì, ngày xưa nó là đến 6 thời khóa tụng. Các tổ ngày xưa chế định cho tăng ni như chúng tôi, người xuất gia phải có 6 thời lễ tụng và thiền định. Hoặc tụng kinh, hoặc niệm Phật, hoặc thiền định, một ngày phải được 6, đủ 6 thời. Ngày phải đủ 6 thời. Nhưng mà việc công việc Phật sự, ví dụ ngày mai tôi công việc phải Phật sự phải đi sớm chẳng hạn, không thể lên tụng được cả một thời kinh được. Thế bây giờ chỉ cần tổ Ấn Quang Đại Sư dạy chỉ cần là gì? Đánh răng rửa mặt tinh nghiêm đâu vào đấy. Quay mặt về hướng Tây. Cái pháp tu này thì đặc biệt là tổ nên khuyến cáo là gì? Nên quay mặt về hướng Tây. Vì sao quay mặt về hướng Tây? Vì trong kinh A Di Đà và các kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cách đây 10 muôn ước cõi Phật về phía phương Tây của thế giới này có một thế giới tên là Cực Lạc. Ở nơi đó, thế giới đó có một Đức Phật hiện đang gì? Đang thuyết pháp cứu độ chúng sinh. Thọ mạng Đức Phật đó vô lượng vô biên, công đức Phật đó là bất khả tư nghị, chẳng thể nghĩ bàn được. Ai mà nghe thấy danh hiệu của ngài, chỉ niệm danh hiệu của ngài, phát nguyện được sinh về thế giới của ngài, nếu sau khi xả bỏ báo thân mà không được sinh về thế giới của ngài á, ngài thề không thành chính giác. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên là chúng sinh ở thế giới Sa Bà, tức là cõi Nam Thiệm Bổ Châu chúng ta, nên sau khi biết được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nghe nói là có thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, và tin cho sâu, nguyện cho thiết, hành cho chuyên. Chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật, người không biết đọc thì cũng được vãng sinh, không biết viết cũng được vãng sinh. Người nói tóm lại là gì? Người mù chữ, không biết đọc biết viết, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật và cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin sâu, nguyện thiết, niệm chuyên một câu như vậy, người đó sau khi xả bỏ báo thân cũng được vãng sinh. Cho nên tổ Ấn Quang Đại Sư nương vào kinh điển của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, muốn cho chúng sinh gieo được cái đại thiện duyên với Tam Bảo, với Đức Phật A Di Đà, muốn cho chúng sinh sớm thoát ly sinh tử, được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, viên thành Phật quả nhanh chóng, cho nên Ấn Quang Đại Sư mới dạy những cái phương pháp thập niệm này. Những người tăng ni như chúng tôi bận bịu không lên khóa lễ được hàng ngày, có thể gì thực hành phương pháp nào này để thay vào đó. Người Ấn Quang Đại Sư nói là công đức cũng giống như lên một khóa lễ không có khác. Cho nên tôi cũng thỉnh thoảng cũng hay dùng cái phương pháp này. Từ khi đi học, còn ngồi trên ghế nhà trường ở Học viện Phật giáo Việt Nam, chúng tôi cũng học được pháp này từ ngày đấy. Và chúng tôi cũng thường hành pháp này. Thường hành pháp này. Vì vậy mà khuyên Phật tử này là gì? Cũng nhất tâm để, nếu mà không có thời gian để tụng kinh thì nhất tâm để tu theo pháp này cũng rất tốt. Giống như mình tụng một thời kinh không có khác, công đức bằng nhau không có khác. Nhưng mà đây phải nói là gì? Đây phải nói là cái chúng ta không có thời gian nhé. Đây phải nói là chúng ta không có thời gian để ngồi tụng cả một thời kinh, hoặc là ngồi niệm Phật cả một thời, cả hàng nghìn câu, hàng nghìn, hàng vạn câu á. Ở đây thời gian nó có. Ví dụ chẳng hạn tôi thời gian có chẳng hạn, mà tôi thì tôi lười. Đáng nhẽ các sư thì 3:30, 4 giờ thì dậy rồi, mà tôi lười tôi bảo thôi ngủ đi thì dậy sớm làm gì cho nó ấy đi. Cứ ngủ cho đến 6 giờ dậy mà gì hành phương pháp thập niệm á, bảo để thay cho vào một gì một thời tụng kinh của những người xuất gia thì không được. Đấy, cho nên tôi nói giảng bài này xong mà các sư trong chùa bảo là thôi thầy bảo là phương pháp thập niệm cũng bằng tụng một thời kinh,
Thế là thôi ngày mai vào lên chùa sư bảo tới thầy bảo phương pháp thầm niệm bằng thời kinh, cho nên là gì, con hành phương pháp thầm niệm rồi, sám hối thầy, con làm phương pháp thầm niệm sáng nay rồi, như vậy để con đổi bằng một thời kinh như thầy nói là gì, sai, hiểu như vậy, học Phật như vậy là chết thôi đấy. Đó. Đây là chỉ có cái trường hợp mà gì, thời gian mình không có, ví dụ Phật tử ở nhà còn đang ở trong giai đoạn làm công tác cán bộ công nhân viên chức nhà nước hoặc các doanh nghiệp vân vân, chúng ta không thể đi muộn giờ làm được, hoặc rằng chúng ta dậy sớm nhưng mà còn phải lo cơm nước cho chồng cho con chẳng hạn, còn lo công việc gia đình chẳng hạn, không thể ngồi và tụng được một thời kinh. Khi đó chúng ta mới gì, mới hành cái phương pháp thẩm niệm này thì công đức gì nó mới bằng là mới tụng một thời kinh. Còn nó có Phật tử mà gì, thời gian nhàn rỗi, tối thì ngồi xem tivi buôn dưa lê, thậm chí 60 tuổi còn thì còn chơi Facebook tặc tặc từ sáng đến trưa, trưa chiều chiều tối á, bảo là thời gian như gì, thời gian không có để tụng kinh xong rồi, mà thực tế thời gian rất là nhiều, nhưng mà ngồi xem tivi, đi buôn dưa lê hay là gì, lướt web chơi Facebook với gì, với cánh thanh niên lớp trẻ chẳng hạn, giao lưu với họ chẳng hạn vân vân, qua Facebook như vậy nó cũng nghiện đấy. Cho nên như thế mà bảo hành phương pháp thập niệm thì cũng bằng công đức của tụng kinh ấy, thì không có đâu. Phật Bồ Tát các ngài biết, chúng ta có giấu cũng không có được. Thời gian có đầy mà hành phương pháp thập niệm mà thay cho một thời kinh, thay một thời niệm Phật, chắc chắn là không ổn. Cho nên đây để chỉ dành cho những người Ấn Quang Đại Sư thiết ra cái pháp này, dành cho những người gì, bận bịu công việc, không thể có một thời giờ để tụng một biến kinh, thì tổ mới dạy cho cái này, dạy cho cái này sáng tối hai thời là quý rồi, nhớ được ba bốn thời thì càng tốt. Hòa Thượng Tịnh Không ngài lại có từ cái phương pháp này, ngài lại dạy ra một cái phương pháp dễ hơn, đó chỉ niệm 10 câu Phật thôi. Ngài Ấn Quang Đại sư thì niệm gì, dạy niệm 10 hơi, tức là hít vào một hơi, niệm hết một hơi đó thì mới tính là một. Còn á, Pháp Sư Tịnh Không á, dạy niệm 10 câu Phật, đó Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là 10 câu niệm Phật. Niệm như vậy sáng dậy niệm một lần, xuống dắt xe, trước khi dắt xe gì ra đi làm niệm lần thứ hai, đến công sở dắt xe vào, tới nhà bắt đầu vào tới bàn làm việc thì niệm lần thứ ba, làm việc xong á, đến khi đi ăn cơm niệm một lần thứ tư, ăn cơm trưa niệm một lần thứ tư, nghỉ ngơi xong á, niệm bắt đầu vào công việc tiếp theo niệm một lần thứ năm, rồi ấy, khi ra về dắt xe ra về, trước khi dắt vào xe đi trên xe thì dắt xe một cái để niệm một lần thứ sáu, về tới nhà đặt xe xuống niệm một lần thứ bảy, trước khi đi ăn cơm tối thì niệm lần nữa lần thứ tám, trước khi đi ngủ niệm một lần thứ chín, và sáng sớm hôm sau niệm một lần nữa là thứ mười. Ngày niệm 10 lần như vậy, mỗi lần được 10 câu Phật hiệu thôi, thì cũng tương đương vào để phương pháp thẩm niệm. Đó. Thì đấy là cách của gì? Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng, Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không dạy cho các môn đồ của ngài phương pháp gọi là niệm Phật 10 câu, nhưng một ngày phải niệm đến 10 lần. Nhưng còn Ấn Quang Đại Sư thì dạy trong văn sao là gì? Niệm Phật 10 hơi, những ngày chỉ cần niệm 2 lần thôi, sáng tối. Thì Ấn Quang Đại Sư cứ hành cho chuyên cả đời như vậy, tới khi xả bỏ báo thân cũng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên qua câu hỏi này, tóm lại Phật tử này hỏi tôi là gì, là nên ghi nhớ vào cái tâm nào, thì tôi xin trả lời là chả có cái tâm nào cho Phật tử nhớ cả. Mà Phật tử điều quan trọng là gì, chỉ nhớ vào câu gì, Nam Mô A Di Đà Phật, trong khi niệm mà thôi. Trong 6 câu Nam Mô A Di Đà Phật đó thì niệm để ý đặc biệt vào câu gì, vào chữ A, đặc biệt để ý vào chữ A, cứ niệm như vậy, trong khi niệm không được để cho một niệm xen tạp nào xen vào cái chữ gì, Nam Mô A Di Đà Phật, đặc biệt là chữ A của chúng ta đó. Đó, như vậy cứ hành cho chuyên, cho đến khi gì, già lũ khổ không đi được nữa vẫn cứ niệm, không đi được nữa vẫn niệm là thế nào, không đi được thì ngồi vẫn niệm, mà không ngồi được nữa thì vẫn cứ niệm, nghĩa là sao, không ngồi được thì nằm vẫn niệm, thành thói quen. Mỗi khi trời sáng ra con cái nó bảo sáng rồi mẹ, thì gì, chắp được tay thì chắp tay lên trước ngực, nằm cũng được, quay mặt về hướng tây được thì càng tốt, không thì nằm hướng nào cũng được, chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 hơi như vậy, trời sáng
trời tối thì con nó bảo rồi, hỏi con nó rằng trời tối chưa, bảo tối rồi, đến giờ đi ngủ rồi. Thì trước khi đi ngủ thì chắp tay niệm cho 10 hơi như thế, tới khi Phật tử xả bỏ báo thân này mà không được vãng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới á, thì đó là gì, 10 phương ba đời chư Phật đều phạm vào tội đại vọng ngữ vậy. Đó thì chúc Phật tử thì tinh tấn niệm Phật, nhất tâm, thì sau khi xả bỏ báo thân á, sẽ được thấy gì, từ phương Tây A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và vô lượng thánh chúng cưỡi gì, lướt trên đám mây ngũ sắc, cưỡi trên đóa sen, phóng vô lượng quang minh mà tiếp rước Phật tử về thôi, hoan hỷ lắm. Tới khi đó thì vui lắm, thay muốn được thì cứ làm đi. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam